Xin chào tất cả quý khách hàng. Hôm nay lên clip để giới thiệu với anh em một số hàng nha. Trước khi đi vào nội dung chính thì nói về hình thức bán hàng nha mọi người. Anh em có xài tài khoản thì mình chuyển khoản, còn không thì cứ nhận hàng trả tiền. Giá thì đã bao gồm phí vận chuyển và mua từ sản phẩm thứ hai thì được giảm 30.000 đồng. Từ sản phẩm thứ hai trở đi nhiều người là được giảm 30.000 đồng. Cách chốt hàng thì liên hệ qua số điện thoại là 0988 190303. Số này có xài Zalo. Anh em nhắn tin, gọi điện, Zalo hoặc là SMS gì cũng được nha mọi người để chốt đơn nha. Không chốt hàng qua phần bình luận phía dưới video. Về quỹ lá lành đùm lá rách thì mỗi đơn mình trích ra 5.000 để đóng góp vào quỹ. Và một số anh em có lòng hảo tâm thì đóng góp thêm. Khi nào mà có anh em nào đóng góp hoặc là cái gì đó mình sẽ công bố để anh em nắm. Còn bình thường thì chỉ theo dõi để ghi trên sổ thôi nha mọi người. Clip vừa rồi bán thì có anh Sơn ở Long An đóng góp 30.000 đồng. Mà quỹ đến thời điểm hiện tại thì tồn được là 4.395.000 nha mọi người. Đến thời điểm hiện tại quỹ được 4.395.000. Cái này thì tới tháng 7 âm lịch sẽ đi lần mù để hỗ trợ nữa là chắc cũng hết rồi mọi người, không còn nha. Rồi, còn về cái hàng hóa thì mình mô tả chi tiết trung thực uy tín có sao nói vậy. Anh em thấy phù hợp, giá cả phù hợp thì mình mua, không phù hợp thì xem giải trí cho vui. Còn chuyện mô tả thì mình sẽ mô tả đúng cho anh em. Ví dụ hàng Nhật, hàng bãi thì nói hàng Nhật, hàng bãi. Còn hàng mới thì nói hàng mới. Hàng si Nhật thì nói si Nhật, Mỹ thì nói Mỹ, Trung Quốc là nói Trung Quốc, Việt Nam thì nói Việt Nam nha mọi người. Thấy phù hợp thì mua, không phù hợp thì xem giải trí cho vui nha. Anh em mua hàng điều quan trọng nhất là xem, nghe và suy nghĩ thật là kỹ trước khi quyết định chốt hàng. Nhớ là xem, nghe rồi suy nghĩ kỹ rồi hãy chốt hàng nha mọi người. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Anh em xem video thì nhớ nhấn like, chia sẻ để ủng hộ mình. Và đặc biệt là đăng ký kênh. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, mình vào nội dung chính luôn nha mọi người. Rồi, mở đầu là mã số 1 là một cái sông Trầm bằng đồng. Giá là 450.000, giá đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Sông Trầm bằng đồng nhiều người, giá 450.000. Hàng này là hàng mới chứ không phải là hàng si Nhật nhiều người. Đồng mới chứ không phải là si Nhật. Nó đổ khuôn còn cái xi măng nữa nè. Đổ khuôn còn xi măng dính ở trong nữa đó. Sông Trầm nha mọi người. Sông Trầm thì cũng nhỏ gọn thôi. Anh em có trầm hương để ở đây sầm sông là ngon lạnh luôn á. Sang trọng nha, 450.000. Đường kính là khoảng tầm 7 nè. Ở trong là 6.5, ở ngoài là 7 đó, hơn 7 chút xíu. Còn chiều cao mà đo luôn cái nắp luôn á. Chiều cao đo luôn cái nắp là khoảng 12 á, đo lên tới con lăn ở trên đây nè. Là khoảng 12 nha. Mã số 1 450.000, giá đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã số 2 là 130.000, giá đã bao gồm phí vận chuyển. Này nó để cục sạc iPhone, mọi người cầm lên thấy nó nặng tay lắm. Thấy nặng tay lắm nha. Hàng này thì cũng là hàng mới chứ không phải là hàng si Nhật nha mọi người. Hàng mới chắc là Trung Quốc gì sản xuất á. Nhưng mà cầm lên nó nặng tay lắm. Mình không có iPhone để mình xài, nhưng mà ví dụ ở nhà anh em không có cục sạc á thì có iPhone thì mình xài iPhone, còn không có thì mình lấy cái cáp mà Type-C mình xài cũng được. Này nó hai đầu ra nè, là đều là Type-C hết nha. Rồi anh em sạc cục sạc xài điện thoại Samsung cũng được. Ví dụ mình có cáp thì mình gắn vô mình xài thôi. Còn bình thường nó là cái cục sạc iPhone từ 14 đổ xuống á. iPhone từ 14 đổ xuống mọi người. Tại vì nó cổng là cổng Lightning chứ phải cổng Type-C thì ngon rồi. Nhưng mà cái này nó bán cho cục sạc iPhone 14 đảo xuống mà. Cho nên là cái đầu của nó vậy đó. Cầm lên nặng lắm cái củ sạc nè. Cầm lên là nặng hơn mấy củ sạc bình thường luôn. Nặng kịch luôn. Thấy nó cũng xịn lắm mọi người. Nó để là sạc nhanh 35W á. Sạc nhanh 35W mọi người. Giá của nó là 130.000 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Thấy ngon á. Củ sạc bình thường, củ sạc dẫm là cầm lên nó nhẹ hiu, và con này cầm lên rất là nặng á, nặng hơn những cục sạc bình thường nhiều lắm. Chắc tay lắm. Nè, để 35W.
Rồi tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 là nước hoa, hai chai này là 290.000, hôm nay giảm 10.000 cho anh em luôn nha, 290.000. Hai chai, mỗi chai 50ml. Nước hoa này thì nhìn là biết chắc ăn 100%, không phải là hàng chính hãng nha mọi người, nhưng mà nó thơm, đảm bảo là ngon trong tầm giá mọi người. Ngon lành trong tầm giá, 50ml dạng xịt. Một mùa blue và mùa coco. Hàng này chắc là Việt Nam mình sản xuất mọi người. Chắc là Việt Nam sản xuất. Giá của nó là 290.000, giá đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn một cặp nha. Xài là mùi thơm cũng im lắm. Lưu hương được cũng lâu. Rồi tiếp theo là tới mã 4. Mã 4 là cái này thì là bán là chưa có anh em nào chê bao giờ nè. Giá 200.000 ba chai. Thơm cực kỳ thơm luôn mọi người. Ba chai 200 nha, mã số 4. Thơm dữ lắm, lâu mà thơm xa nữa. Lâu xa rồi nó cái độ đậm đặc nó cao cho nên là nó mới thơm vậy. Mỗi chai là 12ml. Hàng này thì cũng như kia, chắc là Việt Nam sản xuất. Theo mình nghĩ nha, người ta nói là lăng Mỹ, thường thường ta bán ta nói hàng Mỹ. Mà theo mình nghĩ là Việt Nam sản xuất, nhưng mà nó đảm bảo chất lượng là ok mọi người. Này, chai này. Dạng đó gì? Dạng lăng nha. Này dạng lăng. Giá của nó là 200.000 ba chai nha. Nó đậm đặc, xài nó lâu lắm. Giá 300.000, giá đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 4 nha, 300.000, giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là cái này dịch ra nó để là máy lọc không khí nha mọi người. Máy lọc không khí nghĩa là cái khi mình ghim điện là cái trục ở dưới đây nó xây cái đầu nước nó trộn rồi nó cái hơi nó ra đường này nè, nhưng mà nó ra nhẹ nha mọi người, chứ không phải là nó ra nhiều nha, chứ không phải là nó ra bắn như là máy xông tinh dầu nha mọi người. Bên trong nó thì chỉ có cái này thôi, cái cục sạc nè, không phải cục sạc mà là cái dây nguồn của nó. Sách hướng dẫn rồi, nó có nhiều đó, trong hộp nó có nhiều đó rồi. Cái này là nó ghim điện nguồn USB hoặc là anh em mua xài trên xe hơi á. Xài xe hơi cũng được luôn. Nguồn USB thì mình ghim vô cục sạc điện thoại, hoặc là anh em nào nhà có xe hơi thì mình để trên xe hơi. Ví dụ cái này mình đang để nước sẵn giống nè. Mình cái này là để xài xe hơi nè. Hàng Nhật nha. Cái này là để là hình như là có chai tinh dầu trong đây nữa, nhưng mà trong hộp này nó không có mọi người. Nó chỉ có nhiều thôi. Mã số 5 nha, giá 150.000 mọi người. Mã số 5, 150.000. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Giá đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Ghim nguồn vô nè. Rồi ghim vô cục sạc điện thoại. Ghim vô cục sạc điện thoại hoặc là nhà anh em có cái ổ điện này nè. Thì mình ghim vô luôn cũng được. Đó, cái này mình đã bật công tắc sẵn nè. Công tắc ngay giữa là tắt nè. Bật qua đây là nó hoạt động không có đèn. Còn anh em muốn có đèn á, làm đèn ngủ để trong phòng nữa, thì mình bật qua đây là có đèn. Đèn nó là đèn 7 màu. Đó, nó chỉ vậy thôi. Mình có tinh dầu thì mình để tinh dầu vô. Đổ tinh dầu vô đây nè. Là nó cái máy nè, nó khuấy nước á. Nó khuấy nước thì nó lên gì nè, chứ không phải là nó bắn hơi ra nha. Cái máy nó vậy đó. Đó anh em mở thì nếu mình dặn là phải dặn gì nè, đảo gì là mới mở được. Còn anh em dặn gì là nó dặn vô nha mọi người, phải dặn đảo ra nè. Đó, nè cái máy nó quay nè, anh em thấy không, đèn ở trên đèn 7 màu đó. Đó, nó có mức min mức mát. Mình để tinh dầu vô thì cái hương thơm nó sẽ thoát ra từ cái lỗ này. Nó sẽ thơm cái phòng của mình, nhưng mà nó thơm từ từ.
nó không như không phải như là cái máy xông tinh dầu. Máy xông tinh dầu thì nó bắn hơi ra thì nó sẽ thơm nhanh hơn, còn cái này nó từ từ mọi người. Rồi mã này là mã số 5 nha, giá 150.000, giá đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Để anh tắt đổ nước ra. Tiếp theo là tới mã số 6. Mã số 6 giá 200, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái này là cái giống như cái xông tinh dầu mini gì đó, mà nó để là máy, cái máy phun sương, mọi người, máy phun sương để mà bù ẩm á. Là anh em lên mấy trang web Nhật nó bán máy này nhiều lắm. Tra giá thì nó cũng khoảng, nó bán mới á, là cũng khoảng hơn 200.000. Và nó sản, nó quảng cáo là diệt vi khuẩn tới 99,9%. Tức là bản thân cái máy này nó có chức năng là diệt khuẩn, có chức năng diệt khuẩn nha, mini nhỏ xíu à. Bản thân máy này có chức năng diệt khuẩn nha mọi người. Đó, nó có hai cái cây để mình thay á, hai cái cây mà hút nước lên á để thay nè. Xài lâu ngày là cái cây này nó bị đen là mình thay. Đó, nó có hai cây cổng sạc cho mình luôn. Máy này xài pin nha, cái nguồn điện nó là pin, nó gọn gì nè, để là có chức năng là diệt khuẩn luôn mọi người. Nó phun nước là nó kháng khuẩn luôn á, 99,9%. Nó quảng cáo là vậy đó, còn anh em về xài thì trải nghiệm nha. Cái máy này thì nó đơn giản lắm, anh em dặn ra mở nè. Đó này cái ống nè mọi người. Rồi đổ nước, đổ tinh dầu vô đây. Anh em thích xài tinh dầu thì đổ tinh dầu vô đó. Đổ tinh dầu xong rồi mình dặn lại mọi người. Mình vặn lại. Đó, dặn cái mặt này nó trùng với cái này, nó để có gì rít mát gì đó, dặn lại là nó không có đổ nước ra ngoài nha mọi người nè, nước nó không có gò rỉ ra ngoài. Rồi mình ấn, khi mình sạc pin đầy á, sạc pin đầy ấn hai cái, phải mở nguồn trước mọi người, ấn và giữ để mở nguồn, mở nguồn là cháy đèn nè. Đó, cháy đèn xong rồi ấn hai cái nè là nó sẽ lên tắt rồi, như hết pin nữa vậy. Chắc là nó hết pin nữa vậy mọi người. Thì lấy cục sạc của nó ghim vô thử nha, như nó hết pin. Cái pin á, là cái máy này nó còn mới nè, còn pin nó cầm đồ là không biết sao nha mọi người. Trong hộp đàng hoàng, có sách hướng dẫn sử dụng đàng hoàng. Đó, ghim điện nè, ghim điện sạc nè. Nè, sạc là nó cháy đèn nè, cháy đèn màu đỏ. Để mình đổi nguồn nè. Không biết đang sạc nó có cho xài không. Hồi nãy để cái ống á mọi người, tháo ra để cái ống nó bị chịch cái lỗ á. Bị chịch cái lỗ nên là nó không có ra. Nè. Ấn cái nữa là ấn hai cái là nó mở, mở xong mình ấn thêm cái nữa là nó chế độ phun rồi tắt, phun rồi tắt, phun rồi tắt là nó tiết kiệm pin á, chế độ tiết kiệm pin. Ấn thêm cái nữa là nó tắt. Mở nguồn, mở nguồn là phải ấn và giữ nè. Hoặc là mình mở hai cái là tự động mở nguồn. Nè, tắt nè ha. Hồi nãy mình đây nè. Lấy ra nè, cái ống này nó rớt ra ngoài nè, mình phải để ngay cái lỗ ngay cái lò xo nè. Đó, phải để vô ngay đó rồi mới chùm cái này lên, rồi mới sọt vô cái lỗ ở trên đây. Nãy để nó chịch ra ngoài cho nên là bấm hoài mà nó không có bắn hơi lên. Đó, cái nút này chùm với cái chỗ này nè, ấn hai cái lên nè. Ấn thêm cái nữa là chế độ tiết kiệm pin. Ấn thêm nữa là tắt. Rồi, ngon lành nha mọi người. Giá của nó là 200.000, mã số 6 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Này cha giá trên Nhật người ta bán nhiều lắm, người ta xài nhiều lắm. Đổ nước ra là trong nó vẫn còn nha, trong cái ống đó nó vẫn còn nước cho nên mình mở nó vẫn lên.
Nhưng mà khi anh em nào mà xài mà cái ống đó nó khô á, là anh em để vô là đợi gì nào cái ống đó nó hút nước vô nó mới lên. Có cái dây để mình cầm tay luôn nè. Giá 200 ngàn bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Để nhớ anh em nhớ là cái ống mà hút nước đó, anh em phải để cho nó ngay cái lỗ nha, không ngay cái bấm hoài nó không lên đó. Giống như mình lúc nãy vậy đó, bấm hoài nó không lên. Nó để là chức năng, có chức năng kháng khuẩn luôn rồi. Để máy này là máy giống như máy bù ẩm vậy đó, máy bù ẩm mà có chức năng là kháng khuẩn luôn. Tiếp theo mã số 7, mã số 7 là một cây dao thái thịt và một cây kéo xám, cây kéo cao su si, hàng loại 1 nha mọi người. Trên thị trường nó bán rất nhiều loại nha, nhưng mà loại này thì nó tốt, loại tốt. Giá là hai cái món này là 190 ngàn, một cây dao và một cây kéo 190 ngàn. Riêng cây dao này ví dụ anh em mà vô siêu thị rồi mua không là 200 ngàn nha mọi người. Nó cầm lên đầm tay, nặng tay lắm nha. Cán gỗ nè, dày nè, nó đóng chữ Made in Japan, đóng hiệu cai. Mà hiệu cai này thương hiệu xịn, mà anh em mua cây dao này mới thì không có bao giờ dưới 1 triệu mọi người. Không bao giờ dưới 1 triệu. Cây này thì nó dài khoảng tầm 30.5 á. Còn bản thì hơn 4 phân á. Còn cây này theo mình nghĩ á, này là chắc khoảng tầm 4 phân rưỡi mọi người, cái bản lưỡi á. Theo mình nghĩ là hàng không phải là hàng Nhật nha mọi người, mặc dù nó đóng nè. Nhưng mà đa số bây giờ dao người ta bán á, nhất là live stream á, nó lấy dao hàng Trung Quốc. Nhưng mà xài vẫn ngon nha. Nó đóng chữ chữ in bình thường á, lên cái dao nè. Nó về nó cào bỏ hết mọi người. Nó lấy quá chắc, nó tẩy hết. Đầu nó mướn khắc á, khắc chữ giống như vậy nè. Còn cái dao này là nó đã bản thân nó khắc sẵn rồi nha. Tại hàng này hàng loại tốt, nhà có xài cho nên là mình biết. Và với lại bán cái hiệu này lâu lắm rồi, lâu đó mà mấy năm nay à. Còn mấy dao kia là nó cạo hết, xong mướn là về đóng chữ chìm gì luôn nè. Rồi nó nói hàng Đức, nó đóng logo Đức, đóng logo Mỹ. Rồi nó bán hàng Đức, hàng Mỹ không mọi người. Nhưng mà người ta mua rất là dữ luôn, bán giá mắc nữa, mua ghê lắm mọi người, mua ghê lắm. Nhưng mà anh em để ý đi, nếu thật sự là dao nhất Đức hoặc là Nhật xịn á, là không bao giờ có giá tiền trăm đâu. Mới ngon lành như là tiền triệu không á, nếu thật sự là hàng chính hãng xịn á. Rồi một cặp như thế này xài ngon lành, anh em mua về xài trải nghiệm nha. Mã số 7, 190. Bây giờ đã làm giả cỡ đó luôn mọi người, nhất là livestream bên em thấy mà sao mà dao Đức rẻ quá. Mua là về là có đống khắc chìm là nó không đó, bản thân cái dao là không có khắc đâu nhưng mà nó cạo bỏ luôn. Tiếp theo mã số 8, 250, ba món, cũng là một cây dao nè, rồi một cây dao gọt trái cây nữa, một cây dao gọt trái cây nữa, dao gọt trái cây mũi nhọn nè. Đó, cây dao này thì ngon lành cành đạo luôn mọi người, nó nặng lắm, anh em về cầm là ưng ý liền, nặng như là nó liền nữa nè, mà nó làm cái kiểu đẹp đó. Giá của nó là nguyên combo gì là 250 nha mọi người, 250 ngàn bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tự nhiên cái nó ngứa cổ. Sáng tôi thường quay buổi tối, còn hôm nay quay buổi sáng mọi người, ngứa cổ. Thêm cái bộ này nữa là hai cây bạo nè, anh em cũng thấy mình bán nhiều rồi, xài rất là ngon. Có người mua cả chục cây vậy đó mọi người. Về cái này là bộ này nó còn cây duy nhất, cho nên là ghép với cái bộ dao này bán luôn. Có người mua cả chục cây vậy đó, mua xong rồi cái xài giống như ở sớm thấy khoái, kêu mua giùm mọi người, hoặc là tao mua tao cho. Mã số 8, 250 là ba món nha, ba món giá 250 ngàn. Tiếp theo mã số 9, cây kéo 160 ngàn bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cây kéo này nó gọn, lúc trước mình bán cái loại mà nó cái này nó có ba cỡ, 10 cỡ hình như cỡ xu cây kéo này, cây kéo trung, nó còn số 12 nữa, nó còn cây kéo nhỏ hơn nữa. Cây kéo này nó vừa nè, nó vừa xài mọi người,
nó để số 10 nè, size số 10. Nó có size số 8, size số 10 và size số 12. Hồng đôi kéo đổi hộp chi. Chiều dài đó là khoảng 25.5 mọi người. Gọn nha, siêu quén luôn. Nhìn cái hiệu thì biết là hàng Trung Quốc rồi đó. Nhưng mà anh em nhìn này, đưa giải bọc gì vô là nó làm láng hết. Hàng này hàng mới chưa qua sử dụng, chốt này chốt đồng luôn nha, đồng thau. Cực kỳ bén luôn rồi. Nhà anh em nào chưa có thì mua một cây để dành xài nha. Chỉ có 160.000 mà mình để xài khi có việc cần mình xài mọi người. Nó bén dữ lắm. À, nếu mình bảo quản á, thì nó như nó bảo quản là nó xịt vô một ít nhà có rượu 7 á, xịt vô một ít để nó bảo quản cái lưỡi nó không bị xét mọi người. Tại vì kéo bằng thép thì chắc ăn là để lâu, xài lâu là nó bị xét, còn bảo quản tốt là nó miếng rượu 7 nó để vô. Mã số 9 160.000 nha. Xài ngon lắm. Bén ghê lắm. Tiếp theo là mã số 12. Mã số 12 một cặp này là giá 200 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Một cặp cắt móng nha mọi người, giá 200. Anh em thường thường anh em nó mua hai cây nó dư, không có dư đâu mọi người. Ví dụ một cây mình để ở nhà mình xài, còn cây mình để vô cặp hay gì đó, vô cặp vô cái túi đeo chéo mình để dành, ví dụ đi đâu mà nhiều khi móng tay mình nó bị xước vậy mình lấy ra mình cắt, hoặc là mình để vô mấy cái túi đó mình đi chơi đồ, nhiều khi rất là cần thiết nha mọi người, rất là cần thiết chứ không có dư đâu. Mình xài không là ba cây đó, cây để nhà, cây để vô túi đeo chéo với một cây để vô cái cặp của mình đó, cặp để mình đi dạo bằng lái, để lỡ có móng tay nó có xước rồi mình lấy ra mình cắt. Cái này cắt móng to đùng dành cho nam nha mọi người, dành cho nam cắt móng ngon lành ngành nào luôn. Mình mua một bộ để giờ mình xài để khỏi phải mượn của vợ mình, để khỏi phải bị la nha. Xài xong gấp lại rất là gọn, và nó có một cái cây để mình dít sình bùng đồ trong dính trong móng của mình nè, à. Và một cây dũa nữa, cắt xong mình dũa luôn, rất là tiện luôn. Dũa nằm đây nè, dũa hai bề, một bề thô và bề mịn, đầy đủ cho mình luôn. Rồi một cặp như thế này là 200 nha mọi người, mã số 12 giá 200.000. Còn anh em mua lẻ là một cây là 130.000 nha. Mua lẻ là 130.000 một cây, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Ví dụ anh em mua một cây là 130. Mã 12 nha, 200. Tiếp theo bóp nè. 7 à. Hồi nãy là mã số 9. Thì anh em cứ chốt đúng mã đi. Này mã 12 nha. Rồi mình quay lại mã số 10 với mã số 11. 10 với 11 là bóp nha mọi người. Tại nãy thấy cái này trước. À, anh em cứ chốt đúng mã là mình giao đúng hàng cho anh em à. Tiếp theo là mã số 10 nè. Mã số 10 giá 200 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Bóp này bóp hàng Việt Nam sản xuất nhưng mà nó bằng da bò thật nha mọi người. Da bò thật. Bằng da bò thật nha. Ví dụ cái bóp nằm này màu nâu nè. Anh em nào chốt trước mình giao cái bóp này, còn anh em nào chốt sau thì ví dụ cái chỗ này nó hơi khác một chút nha. Tại vì bóp này mua hàng nó ngẫu nhiên mọi người, nó mới rẻ. À, một cặp là 200 là một cái có 100.000 à, bằng da bò thật chứ không phải bằng simili nha mọi người, bằng da bò thật. Bằng da thật. Giá 200 một cặp nha mọi người, một cái đứng và cái nằm. Đây có ngăn đó nè. Đây không ngăn là anh em khỏi phải sợ thiếu ngăn, ngăn rất là nhiều. Da bò là nó ưu điểm nó có cái là anh em để lâu á, để trong tủ mình cắt lâu năm nó cũng lấy ra nó cũng không có bị hư nữa mọi người, nó chỉ là bị móc thôi. Còn mà simili mà anh em để vô mấy năm anh em lấy ra là xong đem dục luôn, không có xài được nha mọi người, nó bị hư á. Cái này bóp đứng. Bóp đứng nha. Kích thước thì nó tương tự nhau, mình đo một cái thôi. Này 12.5 nè. Chiều này là khoảng 9.5. Đó, kích thước bóp thì nó chuẩn vậy đó mọi người. Cái này cũng có ngăn chỗ này nè. Đó, anh em nào mà bóp hư thì mua về xài ngon lành cành đào. Hoặc là mua về mình có ví dụ mình làm ông chủ mà có lính đâu rồi, mua về tặng người ta cũng ham đó mọi người, người ta cũng thích nữa. Mua về làm quà tặng người ta cũng thích nữa. Hai cái chỉ có 200 thôi nha, bao phí vận chuyển như này em luôn.
Mã số 10 nha, này mã 11 nè. Thì cũng là cái bóp đứng nè, cái bóp nằm nè. Giá cũng là 200.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn, mã 11 nha mọi người. Còn cái này là mã 12 nha, mã 12 là 200 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo có hai cái bếp ga nè, hai bếp ga hàng Nhật nha mọi người. Hàng Nhật thì giá nó cao, nhưng mà anh em biết sao không? Xài là nó an toàn mọi người. Nó an toàn hơn bếp mình mua ở Việt Nam nhiều lắm. An toàn với lại nó tiết kiệm ga nữa. Tiết kiệm ga nữa. Cái này nó công suất cao nè, nó tới 3,5 kW nè. 3,5 kW. Công suất cao tức là lửa nó cháy mạnh. Còn cái bên đây thì nó cháy yếu hơn. Bên đây nó cháy yếu hơn nha. Rồi mã số 10, làm cho nó đúng mã đi. Yếu hơn nhưng mà nó cũng mạnh chứ nó không có yếu nha mọi người. Nó yếu so với cái kia thôi. Mã 13 nè, 450. Do cái này nó hàng đã qua sử dụng rồi đó, cho nên nó rẻ hơn cái kia. 450 nha mọi người. Giá đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Bếp ga thì mình tham khảo giá mà tại Nhật nó bán á. Tại Nhật nó bán là hàng mới á, là tùy theo hãng. Tùy theo hãng là từ dao động từ khoảng tầm 500.000 500.000 cho đến mấy bếp ga bình thường như vậy nha, đến khoảng tầm 1 triệu. Còn bếp ga cao cấp hơn thì nó tới khoảng, nhiều khi cái bếp mini này nè 2-3 triệu cũng có nè mọi người, đến 1 triệu. Nhưng mà anh em mua về mà phí vận chuyển á, phí vận chuyển ra nữa, phí vận chuyển cái bếp ga này mà tự Nhật về thì tự giá là 500.000 chứ không ít mọi người. Nó căn ký, ký là 200 rồi phí mua hộ rồi lúc như là tính ra là phí vận chuyển cái bếp không là khoảng 500.000 á. Còn mà anh em mua bếp ga mà đã qua sử dụng ở Việt Nam bán thì một cái mới chưa qua sử dụng là bán từ 800 đến 1 triệu. Còn đã qua sử dụng rồi thì cũng tầm là không có dưới 500.000 mà hàng đã qua sử dụng. Còn cái này thì tuy nó đã qua sử dụng nhưng mà nó là chắc là hàng lướt mọi người, nó còn khá là đẹp nè. Nó hàng lướt mà nó còn cái hộp cho mình nữa, nó còn khá là ok. Hàng qua sử dụng thì nó có trầy nè, mình chỉ chùi sơ sơ thôi mọi người, rồi người ta quăng thì nó có gỉ sét nhẹ nè. Nhưng mà cơ bản là anh em nhìn nè, cái này là mình không có vệ sinh gì nhiều luôn, về là chỉ chùi bụi thôi. Còn những cái có những cái mình lấy về thì còn ở dưới này, có những cái thấy gớm luôn đó. Là nhìn nó làm biếng vệ sinh luôn, nó dơ, rất là dơ luôn. Ở dưới đây nè, người ta nấu á, thức ăn nó tràn ở dưới đây nè, rồi ở trên đây nè mọi người, tùm lum làm biếng vệ sinh luôn. Có hai cái đẹp lấy ra bán trước nè. Đó, chức năng mấy cái bếp này nó xài hít và nhiều khi những người khác người ta bán người ta không có nói với anh em là bếp ga Nhật á, là nó chỉ xài chai ga mới 100% thôi nha mọi người, mới chưa từng xài, tức là ga hãng nó bơm á, ga hãng nó bơm là một lần thôi, là chưa có xài lần nào. Ví dụ như chai ga mới mua á, anh em mới mua trong bọc mà nó chưa khui á là mới xài được nha. Còn ga bơm lại thì cũng là chai này nè, mà bơm lại là không có xài được nha mọi người, không có xài được. Tại vì ga bơm lại là cái áp lực trong cái bình ga này nó cao hơn cái chai ga mà hãng nó bơm. Nhật nó chú ý an toàn, độ an toàn cực kỳ cao luôn, cho nên là những cái chai ga mà bơm lại là nó không cho xài. Chai ga bơm lại anh em muốn xài được là anh em xài là nó còn khoảng 50% ga là mới xài được. Lúc đó là áp lực nó bớt rồi là mới xài được. Còn mà chai ga mà mới mua về mà mới bơm về mà đút vô là không bao giờ xài được. Còn khoảng nửa chai á mới xài được nha. Còn chai này nè, ví dụ mình để vô mình test cho anh em nè. Chai này mới, lửa nó đẹp lắm mọi người. Mấy cái bếp này xài độ an toàn cao. Người ta xài thích xài bếp Nhật, nó mắc tiền. Ví dụ bếp mới Việt Nam anh em ra mua thì tầm 350.000 cái chứ nhiêu. Tầm khoảng 350.000 cái. Còn cái này bếp qua sử dụng mà 450. Độ an toàn của Nhật nó rất là cao. Ví dụ cái bếp này nè, anh em xài á, để cho nó ngay nè ha, đẩy vô là nó hít nè. Đó, chai ga mới hãng, áp lực nó ít mọi người, để vô một cái là hít nè. Đóng lại nè, để mình để qua đây cho anh em dễ thấy nè. Rồi bật nè,
Đó, anh em nhìn lửa xanh dần luôn mọi người. Bớt bớt lại cho lửa nó đều một chút nè. Đó, còn mình hết tốc độ thì hơi nó bắn ra dữ lắm. Bớt bớt nè, để cho nó tiết kiệm, vừa tiết kiệm ga mà lửa nó đều nó, anh em nhìn. Ngọn lửa xanh dần luôn mọi người, xanh này để ngoài nắng là không thấy lửa luôn á. Đó. Ngon lành. Rồi mình không xài nữa thì mình lấy ra. Lấy ra thì giật ra thôi. Mình kỹ kỹ thì mình vịn vịn vô một chút. Rồi cái chai ga nạp lại nè. Cái chai ga nạp lại nè, để vô nè. Vẫn để ngay nè. Để vô nè. Nó không có hít vô, tại vì áp lực nó mạnh đó mọi người, nó đẩy ra không, nó không có cho. À, nhiều khi chỗ mấy chỗ khác tao bán không có nói với anh em đâu. À, nó bùng ra, anh em muốn nấu được là anh em phải chim ở sau đít này nè. Muốn nấu được là phải chim, lấy đồ chim ở sau đít nè, cho nó giữ im thì mình mới nấu được nha mọi người. Ví dụ này nè. À, là mình chim ở sau đít nè. À, còn bung ra là nó nảy ra không có xài được. Chừng nào mà nó còn khoảng tầm nửa bình ga mới xài được, dưới nửa bình đó. Còn cái này cũng chai ga nạp lại nè, nó cũ nè. Thấy không? Nhưng mà nó gần hết ga, nó còn có xíu ga. Để vô thì nó bình thường nè, tại vì lúc này là áp lực nó hết rồi mọi người. Áp lực ga nó hết rồi. Đó. Người ta chú ý độ an toàn rất là cao, cho nên trong gia đình mình á, xài mấy bếp ga Nhật này nên mua chai mới mọi người. Chai mới xài, rồi mình có cái bếp ga Việt Nam á, khi nào mà chai mới xài mà mình muốn mà nạp ga lại á, thì mình lấy cái chai mới đó mình đi bơm, hoặc là mình bán lại cho cái chỗ mà mình bơm ga đó, người ta mua hết trơn à. Cái vỏ, mấy cái vỏ lon này mà anh em mua chai mới xong anh em xài. Xài xong rồi bán lại người ta mua cũng mấy ngàn á, 7-8 ngàn gì một lon như thế này nè. Mình bán lại rồi mua chai mới mình xài, tại vì cái này người ta khuyên dùng là xài một lần thôi mọi người, xài một lần rồi dục. Bếp ga xài một lần rồi, cái lon ga xài một lần rồi dục. Còn không thì mình muốn đồ an toàn mà xài bếp Nhật thì mua chai mới này xong xài rồi về bán lại, mua chai mới xài tiếp. Rồi cái bếp này là 450 nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn, giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em rồi nha. Ngon lành, này 2,9 nè. Mà lửa đã lắm. Đúng là mấy cái bếp mà lướt lướt mà nó còn đẹp nè mọi người. Nhìn cái lửa không là thấy mê. Ngọn lửa nó xanh dần mà nó đều nữa. Rồi, tiếp theo là tới cái mã 14. Mã 14 này 530 ngàn nha. 530, bếp còn mới. 530 ngàn. Giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em luôn. 530. Mấy cái chỗ khác nó bán là mấy bếp mới này từ 800 tới 1 triệu không mọi người. Còn qua sử dụng thì tệ gì cũng là 500, đẹp đẹp thì nó cũng bán cũng tầm 600. Cái bếp này quá đẹp nha, 530 ngàn. Mà kiểu dáng thì nó không đẹp bằng cái bếp kia, nhưng mà độ mới thì nó là chưa qua sử dụng luôn mọi người. Chưa qua sử dụng luôn. Nhưng mà cái độ đẹp thì nó, cái kiểu dáng bếp thì nó không đẹp bằng cái bếp kia. Rồi để chai ga vô test thử cho anh em xem nè. Nó cũng như cái kia thôi. Để thằng ga mà mới chưa xài nè. Để vô cái hít liền hay không? Để vô nhắn vô cái hít liền. Anh em nhìn ngọn lửa nè. Lửa nó bự hơn lửa kia hay không? Lửa nó to hơn. Nhật người ta chú ý độ an toàn cao lắm mọi người. Còn Việt Nam mình mấy bếp nó sản xuất là ga nạp lại xài bình thường nha. Rồi để cái bình ga nạp lại vô nè. Đó, nó trả ra không, nó không chịu. Tại vì áp lực của con này nó cao lắm mà. Áp lực cao thì dễ xảy ra cháy nổ mọi người. Dễ xảy ra cháy nổ lắm.
còn chai ga cũ nè, chai cũ để vô thì nó hít bình thường đó. Tại vì lúc này nó hết cái áp suất bên trong, nó hết rồi đó, ngon lành nha. Giá là 530.000 nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mình bật cái là anh em biết làm gì không, cho nó hết ga trong đó. 530.000, mã số 14, giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em luôn. Giá đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Tiếp theo mã số 15, mã số 15 là có cái đĩa than nè, 150. Anh em nào mua về sưu tầm thì mình mua nha, 150.000 của Victor nè. Nó để video, đĩa video, cái này là chắc đĩa phim rồi. Đĩa phim. Nó có hai cái đĩa trong đây. Cái này mình cũng không biết mở luôn nữa. Không biết cách mở luôn mọi người. Nó để là cái dấu này để mở nè, mà sao mà mở bằng cách nào là mình không biết luôn á. Nhưng mà thôi, nó có cái đĩa trong đây nè. Cái này cái gì, có cái đĩa trong đây nè. Một cặp đĩa này là 150.000. Anh em mua về sưu tầm, anh em nghiên cứu cách mở nha. Mình thường thường muốn mở là mình lấy cái tay mình gỉ này ra không à. Nhưng mà người ta, cái này người ta có cách mở. Đó, lấy tay mình bư, mình banh hai cái này ra nè, rồi mình mới gỉ cái này lên mở nè. Đó, nó có đĩa bên trong á. Bự nhìn này ra là thấy à. Hai cái đĩa. Giá 150 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Thường thường mình mở là mình banh ra không à. Đã có cái cách mở, người ta mở rất là nhẹ nhàng nha mọi người. Mã 15 nha, 150.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là mã 16. Mã 16 này là giá 200.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 200.000. Net Queen Fan, mấy từ cái bếp ga đảo về đây là hàng bãi, hàng si nha mọi người. Còn khúc trước thì hai cái đồ bù ẩm á, xông tinh dầu á, nó cũng là hàng bãi, hàng si. Còn mấy kia là hàng mới, hàng Việt Nam hoặc là Trung Quốc sản xuất. Còn từ bếp ga đảo về sau này là toàn bộ hàng si hết nha, hàng bãi hết. Cây quạt mọi người, giá 200.000. Quạt xài pin nha. Có mã vạch đây nè, nhưng mà mấy cái hàng này làm biến cha mã vạch lắm, bán đại 200.000. Chưa có quét luôn. Quét không biết nó lên không, xài pin nha mọi người. Nó xài pin. Người quạt, trồng vô cổ vậy. Này nó có làm độ co giãn nè. Đó. Để mình để vô cổ. Ấn giữ lúc này. Xài pin nha. Mạnh lên, ấn nữa, mạnh lên nữa, nó tới 3 cấp độ, nó càng chớp nhanh là nó càng mạnh nè, ấn nữa tắt, ấn và giữ lại nè, chớp chậm nè, ấn cái nữa, nó nhanh lên nè, ấn cái nữa, chớp lì lệ luôn nè. Rồi, 200, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Ở trong đây nó có cái gì nữa nè, cái túi này không biết để làm gì nữa. Dây cáp sạc, nó sẽ pin, ghim vô cục sạc điện thoại để mình sạc. Giá 200, mã số 16, 200.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em rồi nha. Cho nên là mua thì chỉ trả đúng 200.000, và anh em nhớ là anh em mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì anh em được giảm 30.000 đồng nữa nha mọi người. Ví dụ mình mua món này là 200, rồi mình mua thêm món khác 200 nữa, là hai món thì mình chỉ trả 370.000 thôi. Tiếp theo mã 17. Mã 17 cái máy này để là máy đo lượng mỡ. Máy đo lượng mỡ cơ thể. Máy đo mỡ cơ thể á, mà nó đo mình thấy nó nhiều chỉ số lắm. Thì anh em về sử dụng Google dịch, anh em dịch nha. Sử dụng Google dịch, mình dịch, nó đo chỉ số BMI nè, rồi lượng mỡ nè, rồi nó báo béo phì nữa. Máy sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà hàng Nhật Bản nha. Giá
bán tại Nhật thì nó có khoảng tầm 23 đô à. 23 đô thì nó khoảng tầm 20 đô là 500, 3 đô thì khoảng tầm 600 ngàn à. Nhưng mà mua từ Nhật về thì nó rất là cao, mà máy mới, còn máy này là máy đã qua sử dụng nhiều người. Còn máy này bán tại thị trường Việt Nam thì hàng đã qua sử dụng, hàng đã qua sử dụng nha, là 500 ngàn. Nhưng mà cũng không có để mua nữa, nó báo hết hàng rồi, 500 ngàn nha mọi người. Thì mình báo cho anh em vậy hết á, có giá mình cái nào biết thì mình nói, còn không biết thì thôi. Nó để dành cho dân tập gym nữa nè. Đo chỉ số mở, còn anh em về thì mình tìm hiểu cách sử dụng. Nó hiển thị phần trăm rồi đó. Đo thì mình lấy cái hướng dẫn đo bên cái máy này nè, để qua đây nè, là cách đo như thế nào nè. Cái này là của thằng này nha, mình lấy để qua nè. Đứng đưa cái máy ra như thế này, vuông góc 90 độ đó, rồi bấm là nó đo thôi. Bấm là nó đo thôi mọi người. Cái này là mã số 17 nè, mã số 17, chỉ có 250 thôi nha. Ở Việt Nam bán tới 500 lận. 250 nha, bao phí vận chuyển nha anh em luôn. Hàng đã qua sử dụng nha mọi người. Nè. Nó xài pin. Đó, anh em mua thì mình tặng cho anh em pin luôn, pin ở nhà hình như hết luôn rồi, chưa có đi mua luôn. Mà chơi luôn tặng luôn. Để hai cục pin sẵn. Hai cục pin không có nhiều tiền mọi người, nhưng mà để vô rồi thì ở nhà không còn nữa, ví dụ mình muốn cần test gì đó cũng không có để test rồi. Đó. Nút này là nút cài đặt nè. Nút này nút mở nguồn nè. Mình cài đặt ví dụ cái chiều cao mình đi 160 cm nè. Mình tăng lên 161 hay gì đó. Chưa, bấm nút cài đặt nó mới chịu. Nó theo dõi được tới hình như 4 người lận. 4 người hay là mấy người đó. Thì vậy anh em tìm hiểu thêm. Nó có số như này nè. Ví dụ mình cài đặt này xong mình bấm qua nè. Anh em nặng nhiêu ký anh em nhập vô nè. Nút này nút tăng giảm. Rồi tuổi nè. Rồi tăng giảm ví dụ 41, 42 tuổi gì đó. Xong bấm qua. Men nè là nam nè. Bấm cái nữa là woman là nữ nè. Nếu nam thì chọn nam nè. Bấm qua tiếp nè. À, rồi nó hiện cái thông số mình là... 160,5 cm đó là vị trí là người số 3 nè. Tắt nè. Mở lên lại nè, hình như nó đo tới 8-9 người là mọi người, chứ không phải là 1-2 người. 11 nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, nó đo được hình như là 6 người á. 9 luôn mọi người. 9 luôn. 9 người á, nó theo dõi được 9 người á. Ví dụ trong nhà mình người số 1 à, mình cài đặt xong, mình đo xong, tới người số 2, tới người số 3 à, đo là phải để vuông góc nha mọi người, để mình đo thử nè. Ví dụ người số 1 nè, rồi cài đặt xong bấm nút start nè, là anh em phải đứng lên nha, đứng lên để vuông góc nha mọi người. Đứng để vuông góc thì nó mới chính xác nè, nó đo nè. Thì nó có ở đây nó có tiếng Anh nè. Thì anh em xem chỉ số BMI là 23,4 nè. Rồi bên đây là cái người mình để mập ốm gì đó. Thì đó anh em về nghiên cứu thêm nha. Về nghiên cứu thêm chứ nói lên đây nó mất thời gian quá. Rồi về thì mình tìm hiểu cách sử dụng rồi chúng tôi xài Google dịch, mình dịch. Này là mã số 17 nha, 250. Còn cái máy này nó cao cấp hơn, nó 400 ngàn, bao phí vận chuyển với anh em luôn, mã 18, 400, hàng ông rơm. Nếu bên Nhật á, nó bán là 56 đô, tính ra là gần 1 triệu rưỡi á, gần 1 triệu rưỡi tiền Việt. Còn ở Việt Nam thì nó bán hàng đã qua sử dụng, thì cũng bằng giá cái máy đó, cũng khoảng 500 ngàn, 500 ngàn, có chỗ thì bán 600, là hàng đã qua sử dụng nha. Còn cái này thì nó nguyên gì. Anh em có điều kiện thì mình quất hai cái luôn. Giá quá rẻ. Giá phải nói là siêu rẻ luôn. Cái này nó hàng mới luôn nè, chưa xài luôn. Nó còn sách nè, có cái miếng nãy đó là mình lấy mình để qua bên cái máy kia đó. Tại vì
cái máy này nó đã có sách hướng dẫn sử dụng rồi, trong đây nó có rồi, cho nên là lấy cái tấm giấy đó nó cũng không ảnh hưởng gì nha mọi người. Nó có sách hướng dẫn sử dụng rồi, anh em về anh em nghiên cứu. Đó, chỉ số gì nè, là nó hướng dẫn cho anh em cụ thể hết. Nè, cách đo nè. Đó. Về nghiên cứu thêm nha, giá chỉ có 400 ngàn thôi nha mọi người. Bán chưa bằng cái máy qua sử dụng ở Việt Nam luôn. Mình đã để hai cục pin, nó cũng xài hai cục pin y chang vậy đó. Đây nè. Đã để đây rồi. Rồi nút nào nút nguồn quên. À nút này. Ừ, chưa có cài đặt nè. Đó. Chưa có cài đặt, cái này là toàn bộ tiếng Nhật hết. Ôm rôm HBF304 nè. Rồi cài đặt xong là nút này nút bắt đầu. À, mình bấm nút này chỗ nào nó chớp đó là mình có thể điều chỉnh được. Ví dụ này nè, 59 nè, 60 nè, thấy không? Tắt nè. Mở lại nè. Nó đo được cũng 9 người luôn mọi người. 9 người á. À. Để mình ví dụ người chở với người số 1 đi. Số 1 mình đã nhập thí đại vô nè. Rồi bắt đầu đo nè mọi người. Nè. Nó đo nè. Chỉ số này gì anh em dịch trên đây nè. Rồi ở đây anh em dịch đây nè. Rồi chỉ số này là chỉ số béo gì nè. Thấp, trung bình, cao, này béo phì gì đó. Về dịch là nó ra hết nha mọi người. Giá chỉ có 400 ngàn thôi, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. 400 ngàn. Cái này mình bán 500 cũng được. Nhưng mà anh em cũng biết rồi đó, mình bán là lấy giá nhập rồi lời chút đỉnh mọi người, không có nhiều. Ví dụ đợt này nhập giá rẻ, bán cho anh em rẻ, đợt sau nhập giá cao hơn thì có thể nó tăng lên 50-100 ngàn. Còn bình thường giá rẻ thì bán rẻ cho anh em. Ví dụ cái này đi, quá anh em có 250, lời có mấy chục ngàn à, đâu có nhiều đâu. Mà tất cả hàng là bán không có bảo hành nha mọi người. Test trên cái clip làm sao là nó y chang vậy đó. Lại có mấy chục ngàn, đâu có nhiều đâu mọi người. Rồi tiếp theo là hai cây dù. Hai cây dù này bán là giá không có có bung nha. Dù mình làm miếng bung lắm, bung xong nó mất đẹp. Mã 19, 150 là hai cây. Cây này thì cây dù nhỏ xíu à. Cây dù này mình bung rồi nè, nó nhỏ xíu à mọi người. Nó nhỏ xíu xíu à. Dù mini. Cái này mình bung rồi. Bung rồi xong rồi để lại nè, nó không có đẹp như của người ta. Còn anh em nhìn người ta chưa bung nè. Nó gọn, nó thon nè, anh em thấy không? Nó thon nè. Bán giá là không bung nha. 150 một cặp. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Nó đẹp gì nè. Nếu mình bung lên á. Tại dù này dù gập gọn. Nó tới hai khớp lận. Bung lên xong rồi để lại là nó không có đẹp. 150. Còn cái dù này mình đã bung lên rồi. Nhớ là nó tới hai khớp, anh em bung lên cẩn thận nha, anh em bẻ nhiều khi nó gãy á. Cái dải bên ngoài sao là cái bên trong nó vậy đó. Một cặp hai cây mã 19, 150. Tiếp theo mã 20. Mã 20 này là cây lược chải tóc. Giá 450. Nguyên hộp gì nè. Cây lược chải tóc này nó có chức năng là kháng khuẩn nha mọi người. Có khói đèn kháng khuẩn nè. Đèn ion á. Kháng khuẩn. Nói chung là anh em dịch đi, nó báo nhiều chức năng lắm. Nó từ 160 cho đến 200 độ C. Đó, dùng cho tóc. Nó quảng cáo dữ lắm là không có làm khô tóc nè, rồi nó phục hồi tóc hư tổn nè, dù cho nhiệt độ cao khủng tóc nó cũng không bị hư luôn. Rất là nhiều và có chức năng là kháng khuẩn, và cái tia này nó phát ra là nó bảo vệ tóc rồi phục hồi tóc rồi không có làm cho tóc hư gì đó. Rất là nhiều luôn, tại vì cái máy này nó bán á,
có giá luôn nè, rất là đắt tiền. Cái chỗ tao bán tao có niêm yết giá luôn nè, có mã vạch nè, giá là 8.400 yên thì khoảng tầm 1.500.000 tiền Việt các mọi người, khoảng 1.500.000 tiền Việt á. Xài điện 100V, máy xài điện 100V, giá của nó là 450.000, xài điện 100V nha. 8.400 là mua tại Nhật là cũng là 1.500.000, khoảng tầm 1.500.000 tiền Việt rồi. Hơn 1.500.000 rồi. Sách hướng dẫn. Rồi cái thân máy đây. Không có biết là có qua sử dụng chưa nha mọi người, nhưng mà nó còn rất là đẹp nha, còn đẹp lắm. BSE chỉ sử dụng cho thị trường nội địa Nhật. Máy xài điện 100V nha mọi người, anh em nhớ nha. Xài điện 100V. Cái này mới có kỹ lại là nó xài được điện tới 240V mọi người, nhưng mà mình lỡ dán rồi, dán rồi mới thấy. Chưa có nhìn nó nữa. Nè. Dòng điện định mức là 100 đến 240V là xài được điện 220 luôn á. Lỡ dán này để luôn. Anh em nào mua máy này ngon nè, xài được điện 220 luôn thì khỏi phải sợ cấm nhầm điện. Giờ mình cấm cái nguồn 220 test cho anh em luôn. Đó, cấm coi nó có hư không, lỡ hư thì bỏ 450, mất tiêu 450 luôn mọi người. Chỉ có 450 thôi nha, Nhật nó bán tới 1.000.000 lần đó. Lỡ dán này vô, lỡ để luôn anh em mua về thì anh em lột ra nha. Mình tính dán để nó cố định, tại vì cái này nó tróc tróc nè. Rồi bật nguồn, ấn và giữ nè, nó xài được điện 220 luôn. Nhưng mà nguồn điện tốt nhất là 100 mọi người, cho nó bền. Ở này nó đang nhiệt độ là 180 độ nè. Đèn cháy nè, nóng rồi nè mọi người. Trăm tám chục độ. Không biết chỉnh nhiệt độ chỉnh sao mà nó hiện cái này nó khóa nè mọi người. À, lên được nè. Hình như mình bấm hai lần là nó khóa nhiệt độ rồi sao. 160 nè. 170, 180, 190, 200. 160. Tắt nè. Đó. Xài được điện 220 luôn mọi người, xài ngon lành luôn. À, nó có hơi dơ nha, trong đây về anh em vệ sinh lại nha, nó đóng bụi nè. Đó, về mình vệ sinh cho nó sạch sẽ rồi mình hãy xài nha. Có lúc thì nó hiện cái ổ khóa lên, nhưng mà không biết sao là nó khóa đó. Bây giờ chỉnh được rồi nè. Nó hiện ổ khóa lên. Nè nè, như vậy nè, là nó khóa nhiệt độ lại nè. Nó tự khóa hay sao á. Tức là nhiệt độ nóng hơn, mọi người, nóng hơn 160 độ là đâu nó khóa lại hay sao á. À, mình ấn vô thì nó lên độ nè. À, để không ấn là đâu nó khóa nhiệt độ lại. Rồi tắt. Nó hiện ổ khóa lên mọi người. Hiện ổ khóa là không làm gì được luôn á. Bấm cho nó mắc ổ khóa rồi mới tắt được. Đó. Rồi giá chỉ có 450 thôi nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Giá 450.000, giá đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Để cho nó nguội rồi mới đậy nắp lại mọi người. Tại vì nó nóng 170 độ, anh em nghĩ thì đâu có ít đâu. Nó nóng dữ lắm. Nó làm cho thẳng tóc, nó quảng cáo nhiều chức năng lắm, làm cho thẳng tóc rồi phục hồi tóc hư tổn rồi không có hư tóc. Cái hơi nóng nó phát ra là không có hư tóc. Để cho nó nguội rồi mới đậy nắp lại nha. Rồi tiếp theo là tới mã số 21. Mã 21 này giá của nó là 150 nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 150.000. Cái máy này là xài điện 100V thiệt nè. Xài điện 100V nha. Cái máy này là máy làm khô móng mọi người. 150.000 nha mọi người. Điện 100 đến 110 nè. Bấm đèn nó trong nè, giá chỉ có 150 thôi mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. 150.000, giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em luôn. Cắm điện 100V vô nè. Đó, sơn móng tay xong đút vô đây nè. Nè. Đút vô nó nóng nha mọi người, bóng đèn này nó phát ra hơi nóng nè.
nhớ nha, điện 100V nha. Điện 100V, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Giá 150 ngàn hay nha mọi người. Cho nó cái tem vô luôn. Chú ý, điện 100V. Đó, khỏi phải cắm nhầm nha. Nhưng mà thấy vậy đó, dán vậy đó, nó chứ cũng cắm nhầm mà. Điện 100V nha, bao phí vận chuyển, giá chỉ có 150 thôi nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái máy khá là to luôn, nội phí vận chuyển không hết, chắc cỡ 35 ngàn này. Có cái sách hướng dẫn trong luôn. Một trăm năm mươi ngàn nha, quá rẻ. Tiếp theo cái clip nó hơi dài rồi mọi người. Mã 22 nha mọi người. Anh em chốt hàng nhớ chốt đúng mã, mình giao mới đúng hàng cho anh em được nha. Còn anh em mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì anh em được giảm 30 ngàn đồng. Cái máy này cũng bán rẻ cho anh em luôn nè, đáng lẽ bán 250 nhưng mà 220 thôi. Mã số 22 giá 220 cho nó đẹp. Cái máy sưởi nha mọi người, máy sưởi cũng xài điện 100V luôn nha, 100V công suất 500W, sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà BSE là sử dụng cho thị trường nội địa Nhật. Cái máy này là mình chưa test luôn nha mọi người, chưa test luôn nha. Xài điện 100V, để mình lấy cái tem ra dán lên cho anh em luôn. Điện 100V giá chỉ có 220 ngàn thôi nha mọi người. Máy sưởi, sưởi tức là trời lạnh đó, mình lấy ra mình ghim nó để cho nó tỏ ra hơi nóng để mình sưởi. Điện 100V dán đầu cho nó đẹp đây. Dán ở trên đi cho dễ thấy. Đây đi. Điện 100V nha. Rồi ghim vô. Xài ống áp. Hoặc là đổi nguồn. Ở này có công tắc gì không? Đây có công tắc mọi người. Tắt nè. Bật nè. Rồi đợi đó nha. Nó đốt nóng từ từ á, là đầu ấm ấm rồi nè. Nó đốt nóng từ từ mọi người. Đụng vô là phỏng tay á nha. Đó, bắt đầu có nhiệt độ rồi đó. Nó có cái quạt tản nhiệt phía sau nữa. Rồi mình để đó mình chờ đi mọi người, trong thời gian chờ đợi thì mình qua cái sản phẩm khác nha. Chờ đợi đi. Nó ấm ấm rồi. Cái máy, máy rung. Đó, mã số 23 nha, 1.4 triệu. 1.4 triệu nha mọi người, giá đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đây. Mã 23 nha, 1.400.000 đồng, giá đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 1.4 triệu nha mọi người. 1.4 triệu giá đã bao gồm phí vận chuyển nha. Cái này là phí vận chuyển nó cao lắm, cho nên là anh em đừng có trả giá nha mọi người. Đừng có trả giá nha. Cái con thằng lằn nó ị lên đây. Cái máy này đúng lý là nó có remote nè, nhưng mà nó sản xuất ra là ngoài remote ra thì mình có thể điều chỉnh mấy chế độ trên đây, cho nên là không cần thiết phải có remote. Nó không có dây nguồn, mình phải lấy dây nguồn cho nó nè. Đó, mình phải mua, đi mua cái dây nguồn này, người ta bán là 15 ngàn mọi người, 15 ngàn cái dây nguồn này. Rồi đáng lẽ là nó có hai cọng dây để mình cuộc đây nè, mình giữ thăng bằng, nhưng mà máy qua sử dụng làm gì mà có ha. Mình về mình mua cái cọng dây mà mấy đứa nó nhảy dây tập thể dục đó, mình cắt ra. Cắt ra mình lấy thành hai cọng, mình cuột vô để mình giữ thăng bằng. Còn bình thường thì không cần thiết đâu mọi người, mới đứng vô lên á thì nó mới đứng lên lần đầu tiên á thì khó giữ thăng bằng, nhưng mà anh em đứng chừng vài lần à, vài lần là giữ thăng bằng được rồi mọi người. Vài lần là giữ thăng bằng ngon rồi. Mình ví dụ mình mới đứng lên á là hai tay là phải để bình thường là nó còn muốn té nữa. Rồi khi mình đứng thì lần thứ hai á là được rồi mọi người, đứng vững. Lần thứ ba là chấp hai tay dùng ngực niệm Phật cũng được nữa. Rồi tới lần thứ tư á, ghim nguồn đây nha. Lần thứ tư, lần thứ năm là chấp hai tay vô ngực, vừa tập thể dục vừa niệm Phật bình thường luôn.
Nhưng mà tới lần không có nhắm mắt được nha, nhắm mắt là không được. Đứng mấy lần rồi nhắm mắt lại là không có giữ thăng bằng được. Nhắm mắt lại không biết sao mà không giữ thăng bằng được nữa. Rồi này nè, nó có mấy cái nút này để mà nó bấm nguyệt mấy cái bàn chân mình luôn nè. Để ngoài này là tương đương với chạy bộ vậy đó. Còn trong đây là đi bộ nè. Để hai cái chân trong đây là tương đương với đi bộ. Còn để hai chân ngoài này tương đương với chạy bộ. Xài điện 100V nha, anh em nhớ nha. Để mình đưa vô một cái nữa. Chú ý xài điện 100V để cho anh em thấy. Tốt nhất là về mình mua cái cục đổi nguồn cho nó mọi người. Tại vì cái này là mình mua cục nguồn khoảng tầm 150W à. 150W thì nó bán 200 mấy chục ngàn á. Để mình ghim vô luôn, xài ghim cho nó luôn. 150W ghim vô là xài. Để mình coi cái này nó nhiêu quát. Nó có mã vạch luôn nè. AC 100V, công suất nó có 90W à. 90W là mình mua cục 150W là xài dư rồi. Công suất chỉ có 90W thôi. Cũng nhẹ điện nha mọi người. Anh em đứng á, ví dụ mình đứng hai chân mà không đều, ví dụ mình dở chân lên là nó không, khi mà nó không đều nó kêu cọc 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 nha mọi người. Cho nên là mình đứng phải đứng cho nó cái lực tác động vô cho nó đều nha. Đó, ở đây nó có công tắc nè. Tắt nè. Bật nè. Rồi ở đây nó có nút cảm ứng nè, ấn và giữ nè. Là sáng nè. Chế độ này chế độ tự động. À, chế độ tự động. Chế độ tự động là nó có cái số 88 nè. Là mình chỉnh mức tăng mức giảm được nè. À, tăng giảm nhiệt cái độ rung của nó. Nhưng mà đối với mấy cái máy á, mà nó có xài remote á, thì cái chế độ tự động á, là có remote mới xài được. Có remote mới xài được nha mọi người. Tại vì cái remote thì có cái nút start, stop nữa. Còn trên cái bảng điều khiển này thì nó không có nút start, stop. Cho nên là mình chỉ xài được là những chế độ B thôi nha. Dù mình bấm vô B nè. Nó có B1, B2. Mỗi B thì nó có cái khác nhau hết. 3, 4, B5. Đó, mỗi B là nó có một bài khác nhau. Khi mình để B5 xong rồi mình chờ chút là bắt đầu là nó. Hình như cái này là chế độ tự động xài cũng được luôn. Mình ví dụ B5 xong nè. Mình ấn ngay cái nút mà chỗ mà tắt nãy á. Nè, forward trên star nè. Vậy là cái máy này không có remote, vẫn xài bình thường nha mọi người. Vẫn xài bình thường luôn. Nó rung mới vô, rung 01 nè. Lát, mỗi bài là nó tập 10 phút. Mỗi bài tập 10 phút nha. Rồi từ từ nó rung nhanh lên. Từ từ nó sẽ rung nhanh lên nha mọi người. Rồi cái mã 22 này nè. Sao mà ghim điện vô cái quạt tản nhiệt nó không có quay mọi người. Không biết phải nó có bị hư không, nhưng mà nó vẫn gờ, nó vẫn nóng nè. Nó có nóng nha, nhưng mà không biết cái quạt tản nhiệt này nó có bị hư hay là không nè. Không biết sao luôn, tại vì chưa từng xài cái này bao giờ. Gờ vô thì nó vẫn có độ nóng, có độ nóng nha. Nhưng mà không biết sao. Khả năng là thường thường là bắt lên là quạt tản nhiệt nó phải quay mới đúng, sao ta, sao mà nó im gu à. Nó im gu à, quạt nó im gu, nó không có quay. Thôi cái này là mã số 22 là 150 nha. Anh em mua về nghiên cứu nha mọi người, 150. Giá cho anh em mua về tự nghiên cứu. Điện 100V á, nó mất thời gian quá. 150 ngàn nha, để mình sửa giá lại. Đó, anh em mua về nghiên cứu nha. Cây quạt tản nhiệt mình không thấy nó quay á, chưa có test, chưa có thử mà chưa có xài cái máy này lần nào luôn.
nó có nóng nhưng mà không thấy cây quạt nó quay. Thường theo mình nghĩ là cây quạt đó nó quay mới đúng, hay là nó đạt tới ghim lâu nó mới quay, hay là sao cũng không hiểu luôn. Mà nào giờ chưa xài luôn cho nên là cũng không biết luôn. Nó, tại vì cây quạt đó nó quay á thì nó mới tống cái hơi nóng ra ngoài được, nó mới là cái máy sưởi sưởi ấm, đúng không? Là nó mới đúng là cái máy sưởi ấm, nhưng mà quạt sao nó im gu. Ôi, 150 đi cho anh em về nghiên cứu cho nó nhanh nha. 150.000, mã số 22 nha mọi người, nãy là 220. Không biết có xài được hay không, đại đi. Rồi này là mã 23 là 1.4 triệu nha. Rồi xài xong là hết 10 phút là nó tắt, còn mình muốn tắt thì bấm nút tắt nha mọi người. Đó. Còn chế độ tự động nè. Thử chế độ tự động bằng cái này có được không nha. Đáng lẽ cái remote nó để đây nha. Nhưng mà remote mình xài lâu chắc chắn nó cũng hư rồi mọi người. Remote nó đâu có bền đâu, chủ yếu là bấm ở dưới đây thôi. Ví dụ chế độ tự động nè. Mình đang chế độ tự động nè. Ấn nút bắt đầu là nó cũng xài được luôn nha. Chế độ tự động, nhưng mà mình xài chế độ B đi. B1, B2, B3, B5 nó có tổng cộng 5 bài á. Mỗi một bài nó sẽ có khác nhau hết. B5 là nó khởi động mạnh nhất, B1 là nó nhẹ nhất. Nhưng mà ví dụ B1 là nó đánh ở dưới cái bắp chân, rồi B2 là đánh bụng gì đó, nó đánh lên, nó rung lên tới trên bụng luôn. Mọi người đứng lên đây á là nó tương đương với đi bộ và chạy bộ á. Nó tốt cho sức khỏe, nó sử dụng được cho tốt cho sức khỏe nè, nó giảm mỡ nội tạng nè. Nhớ là mỡ là ấn và giữ nha, ấn và giữ. Ví dụ này nè. Đó, tắt nè. Ấn và giữ. Giảm mỡ nội tạng. Rảnh mà lười biếng không có chạy ra ngoài á, mua máy này. Nhớ là xài điện 100V, còn anh em muốn ngon nữa là mua cục nguồn riêng cho nó. 150W thì thường thường nó bán khoảng tầm 250 đổ lại mọi người, khoảng tầm 250 đổ lại. Lúc hôm trước mình bán cái máy là to đụng hơn, nó mắc tiền hơn, nó tới 2 triệu mấy, tại máy đó máy hiệu xịn, nó tới 250 nữa. Còn cái máy này thì cái hiệu nó không bằng. Cái hiệu nó không bằng nha mọi người, cho nên là giá nó rẻ hơn. Mà nó gọn hơn nữa. Cái máy này nó gọn lắm. Nó gọn là ưu điểm là để trong nhà nó dễ mọi người, ngang khoảng tầm, nếu mà đo ra luôn khoảng tầm 53 là đo cái dè ra ngoài luôn, khoảng tầm 53. Về mua anh em nào mà giữ thân bằng không tốt á thì mình mua cái cọng dây tập thể dục á, cọng dây tập thể dục để mình tập nha mọi người, để mình cột vô hai bên đây nè, cột vô hai bên đây để mình vịn á. Còn giữ thân bằng tốt thì khỏi cần. Mình xài là mình không có cần đâu. Không có cần cái dây, tại vì đứng lên lần thứ hai là quen rồi mọi người. Lần đầu thì nó còn bỡ ngỡ, tại thì nào giờ chưa từng xài á, cho nên là đứng lên nó bỡ ngỡ lắm. Còn bây giờ quen rồi. Mình đang xài cái nè, to đùng luôn nè. Rồi, giá bao phí vận chuyển 1.4 triệu nha, là đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em luôn rồi. Rồi hôm nay có tổng số là 23 món giới thiệu đến anh em. Anh em thấy món nào phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm thì liên hệ đặt hàng qua số điện thoại là 0988190303. Số này có xài Zalo luôn nha. Anh em có thể nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp đều được hết. Lưu ý là không chốt hàng qua phần bình luận phía dưới video nha mọi người. Nhớ nha, anh em xem thì nhớ nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.